Tức là cái nano curcumin này là cái thời điểm cách đây 3 năm là mình bị đau dạ dày, xong sau đó thì ông này là tôi nhớ năm ngoái ông ấy lên sắc tanh như này. Nhưng mà trước đấy tôi đã uống rồi. Thì cái thuốc này nó rất là tốt. Không biết là từ hồi ông Phú đầu tư vào thì thế nào, nhưng mà tôi thấy là cái thuốc này uống tôi phù hợp. Tất nhiên là cái bệnh đau dạ dày của Việt Nam thì tôi nghĩ chắc 90% người bị, nhưng mà tùy người, mỗi người một cái loại thuốc, mỗi người một cái cách điều trị. Có người thì lại bảo là đau dạ dày là do gọi là trí não, nhưng mà tôi thấy là sau khi uống cái này thì nó đỡ rất là nhiều. Tôi cũng mua về rồi thì tôi cũng cho rồi tặng bạn, mà đấy là chuyện thật. Tôi đã mắc căn bệnh đau dạ dày từ rất lâu và làm cho tôi rất khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng kể từ ngày tôi sử dụng nano curcumin của công ty OIC, nó đã giúp căn bệnh của tôi cải thiện rất nhiều. Và rất cảm ơn nano curcumin của OIC. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.